Yeah. Chị không có bên ai đó, chị bên Phương Hằng có ăn tiền đâu. Mỗi lần tao đi trước khi đi ra mà xử án ba hai tao đi tao rửa chén mướn tao lấy tiền đi, tao đập lá chuối mướn mua dây chai tao lấy tiền rồi, đi. Rồi, tao chứ chị chưa bao giờ người nè chứ mà cho chị gửi lên một câu nghe, những người nào nói chị bên bà Phương Hằng mấy chừng nữa về bắt cho bạc tỷ đừng có nói con nói đó nghe, chị không bao giờ ăn tiền của ai hết, chị nghèo còn bằng tay là chị không sợ gì hết. Yeah. Chứ không phải mình định em Phương Hằng nói chung là mình đứng. Chị xem một cái lượng khách mà không thể nào mà tưởng tượng nổi luôn, quá tải luôn anh chị. Thì hôm nay bà con người ta đến đây để chào đón cô Phương Hằng đây anh chị. Đầm quá. Cô chú anh chị mình cùng đồng hành với em cái quy giáo này nha. Quá là đông anh chị. Một cái lượng khách mà em nói thật sự là không thể nào tưởng tượng được cái lượng khách này anh chị. Rồi cái khung cảnh ở trong đây á, là khá là lớn nhưng mà cái lượng khách thì quá đông. Tại ở trong đây đến cái khung viên này đến tới 460 mẫu. Thì anh chị cứ nghĩ đi, 460 mẫu là cái diện tích rất là to. Em đang đi đổ ngược quay ra để em quay lên cho cô chú chị mình xem ở bên ngoài hiện tại giờ bên ngoài như thế nào. Về cô chú chị mình xem được cái video của em thì cô chú chị mình ủng hộ em cái like cái đăng ký nha cô chú chị. Wow, đông rồi. Đông. Thì một dàn xe điện xe lửa của bên khu du lịch Đại Nam thì cũng không có phục vụ hết luôn anh chị. Thì cái lượng khách anh chị biết rồi, thì anh chị cũng thấy lượng khách đang đi bộ vào bên trong nè, khá là đông. Đây hôm nay gặp anh Tấn container đây nè anh chị, đây là một cái fan hâm mộ của thầy Minh Tại. Đây là một cái nhưng là nhân vật quay người thứ hai của thầy Minh Tại đúng không? Bữa em thấy anh đi thầy Minh Đạo đúng rồi em ra em thăm thầy Minh Đạo rất là thường.
đây là em cũng may mắn lắm rồi hôm nay. Chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều may mắn luôn. Rồi em cũng chúc anh được nhiều may mắn trên em lĩnh vực thành công nha. Rồi nhiều. Ok anh. Rồi chúc anh em mình có gặp anh em mình làm ly cà phê. Em kênh Tâm 767 anh. Đây là kênh Tâm 767 nha cô chú anh chị. Dạ. Thì Tâm 767 một like nha. Đây là cũng anh một cũng chính nghĩa lắm á. Cũng nói chung là em đang đòi lại cái công bằng cho thầy Minh Đạo. Tôi những cái tài tiếng. Tài tiếng ngày hôm qua anh có một cái clip đăng lên là thầy nhận 1 tỷ, em đang làm cái vụ đó. Những cái anh em làm truyền thông mà không đúng sự thật em đánh sập hết. Thấy em nói thật. Luôn cả sự thật rõ ràng ha cô chú chị. Luôn cả người đó là bạn thân của em cũng sẽ moi người đó ra để làm gì để trả đúng rõ ràng mình câu like câu yêu cho đúng nơi đúng chỗ, không phải chỗ nào mình lời đó có câu cũng chào được. Em chào tất cả 30 cô chú chị nha. Thì em cũng cảm ơn anh chị ủng hộ cho mấy anh em cái nghề truyền thông này cũng đây là anh Tâm 767 nha cô chú anh chị. Thì chính nghĩa nha, fan chính nghĩa. Hầu như fan chính nghĩa ở đây. Dạ dạ đúng rồi, nói chung là làm cho đúng sự thật để đăng thông tin lên không đúng trên là sự thật thì tội cho thầy. Cảm ơn cô chú anh chị á. Cô chú anh chị rất là tuyệt vời. Rồi 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 anh chúc anh rồi anh em mình đi vô khu tâm linh cũng vui lắm. Chúc 10 giờ gặp cô Phương Hằng với chú Dũng. Gặp ở đâu? Ở trong đền thờ á. Chúc 10 giờ em alo anh. Em 10 giờ. 10 giờ. Em, 10 giờ. Vô vô đền thờ. 10 giờ. Tâm linh. Đúng rồi 10 giờ là cũng. Cô Phương Hằng. Không. Cô Phương Hằng lên chỉ có mấy anh em YouTube thôi. Dạ dạ. 10 giờ. 10 giờ nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị chờ đón 10 giờ ha. 10 giờ chú Dũng với cô. 10 giờ là sẽ gặp ở khu tâm linh. Đúng rồi. Là 10 giờ cô Phương Hằng với chú Dũng bày tỏ ra những cái gì mà cô Phương Hằng muốn nói. Dạ, để anh em YouTube đăng tải lên. Rồi em máy bay anh nha. Rồi ok anh. Thì cô chú anh chị ơi, trên cái đường thì em cũng gặp hữu duyên gặp anh Tuấn Container, thì cũng fan hâm mộ của thầy Minh Tệ và thầy Minh Đạo. Thì đây cô chú anh chị mình thấy không, cái lượng khách khá là đông luôn. Anh chị thấy không, nói chung là vừa trẻ em mà vừa người lớn, nói chung là những người trẻ em thì vô đây để vui chơi như là tắm biển nè, chơi đi coi vườn thú nè, trò chơi đồ nói chung khá là nhiều luôn ở trong đây, là đặc biệt đấy là nhiều trò chơi lắm anh chị. Thì đó cái lượng khách hiện tại bây giờ là nếu mà nói về số người á, thì phải là triệu mấy triệu người rồi. Chứ thì bãi xe ở bên ngoài là không còn chỗ đậu luôn á anh chị. Bãi xe bên ngoài là không còn chỗ đậu luôn. Thì bãi xe máy luôn mà không còn chỗ đậu thì anh chị nghĩ đi, không có còn biết là bao nhiêu người nó bãi xe máy mà không có chỗ đậu luôn. Máy lớn cái đó mà không có chỗ đậu. Không có chỗ đậu luôn thì bạn em đang ở ngoài đó. Đang ngoài đó ha. Đang di chuyển ngoài ha. Bạn em đến mà không có chỗ đậu xe luôn. Ở cái lượng khách cỡ này thì anh chị nghĩ bao nhiêu bãi xe đậu cho đủ? Cái bãi xe đó mấy ngàn mét vuông đó anh. Mấy ngàn mét vuông. Mà không có chỗ đậu luôn đó. Thì bạn em đang ở bên ngoài chỗ bãi đậu xe máy á, mà không có chỗ đậu luôn. Đang đứng ở ngoài á. Anh chị, người ta vô đây người ta trải bạc đồ, người ta ngồi vô đây, ngồi chơi. Nó ngồi ăn uống nè. Uống thấy vui không? Vui. Vui không anh chị? Hello, đó fan hâm mộ của cô Hằng nè, đến hâm mộ của chị Hằng đang ngồi đợi nè. Chiều nay còn sẽ gặp chị Hằng nha. Đây vui không anh chị? Ok ok. Rồi dạ, thấy vui không anh chị? Đang rồi quá trời rồi. Máy điện ngồi. Này có cái lò cảm giác của bạn mới tới luôn.
là anh chị đó, đây người ta vô đây người ta chải đồ, người ta ngồi trong đây nè đó. Nói chung là rất là thoáng mát luôn. Đó anh chị thôi. Đây 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 có một cô fan cô fan bản áo của thầy Minh Tại luôn nè. Ấy đi ra shop mua rồi ha. Không có đồ mua ở dài, lần nào đi ủng hộ từ đầu tới cuối. Dạ. Thật cứng chị Hà. Mà. Dạ con trên Tâm 767 đây là Thanh Hoàng Trà Vinh. Dạ. Nè, dạ. Em xin nói câu em Liễn Trần Vĩnh Long nghe, xin gửi lời qua cái tấm anh này nha. Là bây giờ chị kể trên Lan nghe nghe đời làm gì cũng nói cũng có trải nghiệm đó. Dạ, đừng có chửi em Phương Hằng quá. Dạ. Em Phương Hằng á không tốt mà sau ngày nay mà người ta thương em Phương Hằng vậy. Dạ. Cái người ở tù mà người ta thương. Dạ. Mà tôi thấy đi người ở tù là bên Phương Hằng cái ở tù về là mà lại đẹp mà lại tốt, ai cũng khen mình thấy không? Okay. Có ai ủng hộ vậy đâu. Okay, một luôn. Ngàn đời cưng nhớ kỹ đời này quả báo nó đem tới rất là lẹ. Chị nói cưng nghe ha, chị cưng chị khuyên cưng một câu cuối cùng mà cưng không nghe lời ha. Chị quyết là ông có chữ công bằng với ông Hoàng Yên chị mới chịu. À, vậy giờ chị thêm cưng câu cuối cùng. Nếu là ăn chay ăn cơm chứ không phải chị em khuyên vậy. Nếu mà chị cái cô Đinh Lâm này mà không dừng lại. Yeah. Nếu mà chị gặp là chị bụp luôn đúng không? Không, chị không có bụp. Bụp không? Thương cũng giống làm đi thôi. Chị nói thôi, mà dạ. Thăm tò là chị đấu với nó thôi, cự với nó thôi. À, là chị có cự chậm mặt rồi. Có, chị có... nó đi ra cửa, nó xuống nhau bằng này á. Cự đó, nó đòi nó sợ đi vô công an kéo nó vô. Dạ. Là chị phim cưng câu nha, ông Vũ Hoàng Yên cưng nhớ nào với bà Hằng Ni đó cả nào. Dạ. Đó mà chị cưng nói nhớ đi, cái gì cũng có quả báo nha. Chị phim, chị xin lên cái ta cái của mấy anh này, chị nói cho tôi nghe. Dạ. Một câu chị phim câu cuối cùng. Chị cưng nhớ đi, luật pháp này hai chữ công bằng sẽ có nha. Chị nói cho cưng, dù cho cưng quen ông đó. Chị nói phim cưng câu đó. Gia đình chị không có nổ, gia đình chị có liệt sĩ đó, hai ba người đó. Chị phiên cưng công cuối cùng, bây giờ chị phiên công cuối cùng là cưng còn ăn năn kịp đó. Clip chị xin lỗi em Phương Hằng đi. Yeah. Chị không có bên ai đó, chị bên Phương Hằng có ăn tiền đâu. Mỗi lần tao đi trước khi đi ra mà xử án ba hai tao đi tao rửa chén mướn tao lấy tiền đi. Tao gặp lá chuối mướn mua dây chai tao lấy tiền rồi, đi. Rồi, tội chứ rồi, chị chứ bây giờ người nè chứ. Cho chị gửi lên một câu nha, những người nào nói chị bên bà Phương Hằng á chừng nữa về bắt cho bạc tỷ đừng có nói con nói đó nghe, chị không bao giờ ăn tiền của ai hết, chị nghèo còn bằng tay là chị không sợ gì hết. Chứ không phải mình định em Phương Hằng nói chung là mình đứng lên giữa công chứ. Bằng thôi chứ cái công bằng à, đúng cái chữ công bằng nó sẽ có hết trơn à. Dạ. Dù cho là có em Phương Hằng ảo là có Phương Minh Tệ. Dạ, đó. Dạ. À, chị xin gửi lắm tới con nói đó, chị học có lớp 2 nha cưng, chị gặp cái chú Nguyễn Trai. Dạ, chị có mặt cao chị biết chị nói vậy đó. Dạ, dạ, chị nghe mấy dạ, cảm ơn chị nha. Đó sao? Bộ. Đi bộ vô đi. À. Đi cái này đi bộ mà sách đi. Về đâu? Nãy giờ mày ra mày với quán xe chở tôi vô ăn nãy giờ tao ra kiếm quay á. Bây giờ ông kiếm cho tôi thêm 5 thằng nữa. 517 thằng mà thằng nào nó ngon ngon á. À, kêu Minh Tơ Thanh Hoàng đó. Tụi nó có thể chưa? Chớ làm gì có. Cái này không có phổ biến nhiều. Ờ à, biết rồi. Thì nó dặn tôi sao tôi dặn vậy chứ không phải tôi chẳng hiểu không. Rồi rồi rồi. Nào là phe bả chứ còn dịch tiêu đề là bị đúng rồi đó. Tại vì Hoàng Quân nó bị đập hết vậy rồi. À, nói chung mình Hoàng Quân nó bị đập vậy rồi, nó đập cái gì mà ăn cắp dịch tiêu đề á. À. Ôi. Hồi nãy chuyện mình chơi đi mình đi. Chị ta quá càng càng đập nghẹt luôn anh chị. Coi như đổ dồn về du lịch Việt Nam rất là nhiều. Về đây chỗ bọn chị đây kính thưa cô chú anh chị, hiện tại bây giờ là đang ở trong khu du lịch Đại Nam nha anh chị. Thì bây giờ khá là đông. Thì cái ước tính lượng khách á hiện tại bây giờ là phải mấy trăm ngàn người rồi anh chị.
Nói chung là bà con đổ về đây rất là đông luôn. Phải nói là một ngày khá là đặc biệt đến với Đại Nam luôn á anh chị. Thì đó anh chị, trước mặt màn hình anh chị thấy bà con đang đi bộ vô. Cái lượng xe điện ở Đại Nam này rất là nhiều luôn, nhưng mà không có đủ để không có đủ xe để mà phục vụ luôn á anh chị. Đó anh chị xem này. Anh chị xem này. Cái lượng khách rất là đông luôn. Đó anh chị thấy không? Ở trước mặt màn hình anh chị là đó, trước mặt màn hình anh chị đây là bốn thùng từ thiện nha anh chị. Bốn thùng này là tùy lòng hảo tâm của cô chú anh chị mình vào để muốn ủng hộ bao nhiêu thì ủng hộ. Đây đây là anh chị thì cũng có ít lắm anh chị. Thì em thấy lượng khách quá trời luôn mà thì cái lượng ủng hộ thì cũng không có được bao nhiêu anh chị. Thì đây có bốn thùng nha anh chị, có cái số tài khoản chuyển khoản lên anh chị. Đó có ai mà ủng hộ thì cứ đến đây ủng hộ nè. Có ông bà cô chú nào muốn ủng hộ bằng tài khoản cũng có luôn nè anh chị. Đây là số tài khoản của bên Đại Nam nè anh chị. Đó, quét mã QR rồi nè. Thì đây là số tài khoản duy nhất dùng để ủng hộ đồng bào bị thiên tai nha anh chị. Rồi đó anh chị. Rồi đây có bốn thùng nè. Khá là đông luôn anh chị. Nói chung là một cái này đéo là cực kỳ quà luôn anh chị đó. Quá đông rồi. Em né né một người ra. Đưa ra đây ngồi nhé, mệt anh Hoàng ơi, mệt quá rồi. Quá đông luôn anh chị. Phải nói là một ngày một lượng khách không thể nào mà tưởng tượng. Một ngày mà cái lượng khách không thể tưởng tượng được luôn đó. Đông. Ủa sao tự nhiên màn hình em nó quay ngược lại đây anh chị thấy không? Quá là đông mà. Em đi bộ qua mới nãy giờ mà em đi mệt quá là chịu hết nổi rồi anh chị. Nói chung là có khỏe cỡ nào khỏe mà đi hết cái chỗ trong đây là đi không bao giờ nổi anh chị. Anh chị ta. Chơi vui vẻ nha. Dạ, anh giả qua năm 1 của em á. Quá đông rồi. Quay mười mấy phút rồi em ra em đã học rồi, em không quay.
Online hay gì? Không, online gì? Rồi anh Nãng đang mất đồ sức trầm trọng rồi. Anh Nãng không có người sức khỏe chứ gì? Cái lượng khách đang vô rất là đông luôn. Rồi em ra bên ngoài em quay chia sẻ lên cho cô chú anh chị mình xem. Tại hiện tại bây giờ cô Phương Hằng cũng chưa có xuất hiện anh chị. Thì để em ra bên ngoài em quay ra coi ở bên ngoài như thế nào. Em chia sẻ lên cho cô chú anh chị mình xem. À, đi đường này ra gần hay sao đó? Cái đường đó đúng không? Được không? Không được. Quá đông thì hiện tại bây giờ thì khách vào bên trong thì cũng không biết mà bao nhiêu người mà tính. Thì cũng đó mới vừa gặp được bà cô, bà chia sẻ lên cái sự bức xúc của bà để gỡ lên cho cô Đinh Lăng, để cô Đinh Lăng suy nghĩ lại đừng có nên mà lên chửi cô Hằng nữa. Đi ra ngoài đi. Ừ. Thì nói chung là một ngày khá là đặc biệt luôn anh chị. Thì phải nói là mình không biết tưởng tượng được cái này như thế nào luôn. Quá khá là đông luôn anh chị đó.